Chào tất cả cô chú anh chị và các bạn nha. Bữa nay mình quay chú Phương cưa cây dừa nữa nha các bạn. Chú mình sử dụng cây máy cưa G4002 nha. Hai cây luôn các bạn. Bên đây cây 4002 nữa nè. Lưỡi cưa ít tiền nha các bạn. Làm lên tình. Chú mình đang quấn cái bộ móng để chuẩn bị leo lên cây nha. Leo giết mặt cái bộ móng nó sáng dớ luôn các bạn. Mở mài cây nó mài hết rồi. Nhọn, quá nhọn luôn đúng không? Cưa nhọn là sắn vô cây cho nó khỏe giòn các bạn. Nó bám nhiều hơn. Rồi, chú đã quấn xong rồi đó. Bây giờ lấy cái máy cưa để coi còn xăng không châm xăng các bạn. Rồi. Châm xăng vô các bạn ơi. Cưa cây dừa này nè các bạn. Cây dừa này gần nhà nha các bạn. Giếng nít nhiều quá. Sợ nó rụng mấy cái trái mà chuột ăn với sóc ăn nữa rớt. Nên chủ nhà kêu hạ cây này luôn. Rồi chú mình bắt đầu mang dây đai vô để chuẩn bị leo lên cây nha các bạn. Cưa cây dừa này là gần chùa Trà Đây nha. Chùa của dân tộc thôi. Gần với Cô Tô nha. Cái cọng dây đai đó là cọng dây đai huyền thoại luôn các bạn ơi. Xài mấy chục năm rồi. Từ lúc mới ra ngày cưa tới giờ. Gì con? Rồi à. chú máng máy cưa để leo lên cây nha các bạn. Máy cưa đó máy cưa lớn nha. Cái cây này hạ xét không được cho nên chú mình phải leo lên cắt ba cái tàu nha các bạn cho nó gọn lại nha. Các bạn mà thấy chú mình cưa cây hay thì hãy đăng ký nhấn chuông ủng hộ mình nha các bạn. Còn cô chú anh chị nào mà có cây nào mà siêu khủng, siêu to, siêu khó gì đó mà cần cưa hạ thì hãy liên hệ với chú, số điện thoại chú em để dưới đường link mô tả video. Rồi bây giờ khởi động máy để bắt đầu. Cái chảo gì khét nghẹt ơi.
cửa mới nhà luôn. Rồi chú bước thông minh bắt đầu thắt dây cao lên, đang đứng cao lên cắt mấy cái bẹ lá trên này các bạn. Rồi chúng mình mở dây đai ra đỡ qua. Không đâu.
Rồi chú bắt nó rồi, sát giống luôn rồi các bạn. Cục xi măng ở dưới đó. Chú mình đã cưa cây dừa xong các bạn, hẹn các bạn video tiếp theo nha. Các bạn thấy hay thì hãy đăng ký.